cái đồ ăn không? Nó sắp cháy rồi. Không có gì ăn hết chứ nhỉ. À cái rương đồ ăn. À cái cục này nó độc mà. Cái gì? Rồi sao? Đặt cái cục này hãy nhấn cái điều. À có đồ ăn nè. Đây mày, nhận lên. Bây giờ đây, đứt cái đứt chó mày rồi. Sửa nhà lại đi, sửa nhà lại đi. Rồi, à cái vườn cây của tớ vẫn còn nguyên nè. Đi chặt cây nha. Vẫn còn full zin. Đi chặt cây nha tớ. Đứt cây rồi. Tớ, nè, trồng xa ra, cái cây này nó không có phát triển nè. Nó không sao đâu, vậy là sai lắm. Chặt cây ha. Ừ, chặt đi. Rồi đây. Vậy thôi, tớ đi mai. Bước cái bạn chó này rồi. Chặt hết cây trong đây. Thôi, mình có làm trại nào nuôi chưa ta? Có nuôi con ngựa. Tớ đập hết lá luôn rồi tớ. Điều khiển này hơi khó rồi nha, tập làm quen đi nha mấy đứa. Chắc đâu. Chắc không còn cục luôn rồi. Thôi em quen. Cái gì? Chắc không còn cục. Làm sao mà chơi. Rồi sao? Chắc không còn cục luôn rồi. Thì đi má đi, chứ biết sao giờ. Có cúp đâu. Cúp nè. Ờ mà đứa có cây à. Ờ có cây à. À, lâu rồi không chơi map này nên đứng quên hết rồi. Không biết cái chỗ đựng dụng cụ. Chỗ đựng dụng cụ đây nè. À đây. Bỏ ẻ một năm trời. Sao nhiều cái đinh ba vậy? Rồi nãy zombie đó. Nè đến có 9 cục sắt nè. Đây. Tạo 2 cái cúp ha. Ok. Tôi bấm vô gì vậy? Đấy, cái cục này nó. Trời ơi, nó khó chơi. Nó đặt ngay cái con chuột này nè. Ừ khó lắm, tập làm quen đi nha. Ê hiếu gỗ rồi. Hình như gỗ mình có ngoài đây luôn nè. Nên em còn quay về nhà kia nữa. Đúng. Gánh. Đi cũng hơi mất một ngày đường á. Nói về. Về thả sao? Nên đi, em còn quay về nhà kia nữa. Về tao gỗ tại sao? Ở đây á. Được. Đi đâu đi đi. Nè grill nè. Tại em nhớ bên nhà kia còn quá trời đồ. Có ba cái cúp này ở đây cúp không? Chúng ta ba cúp nè. Nè nè nè, tỉ đây đó đi. Anh nói chứ còn đi nữa. Đi mai đi nha. À không, đi kìa. Chém mày. Đi tới đi mai nha, đi câu cá đi đi Hương ơi. Đi ba cộng dây. Đi mai không? Vô nhà cũ của mình không? Nhà cũ dưới hầm á. Đi không? Không đào được đâu, đừng đào. Rảnh không? Ở đâu? Đúng không? Để em chút em qua. Nè, chúng qua em bên đây nè. Ủa, phải đem gỗ nữa. Từ từ, để mình thấy gỗ. Có gỗ rồi kìa, con Hư nó chặt rồi. Ồ, mà mình nhiều gỗ mà. Hư đi câu cá đi, lấy thịt ra đi sĩ. Hư. Mẹ em đi câu cá nè. Đi ra ngoài đây nè. Em có bụng phở câu cá. Điều khiển ngáo à. Để bữa sau tìm cái mới gì cho nó cái hiện này quên vậy ta khó chịu thiệt. Cũ không trời ơi giao diện á cái gì nó tính không khác gì luôn á cứ nhắn tin ở dưới luôn nè nó hiện dưới chứ hết hiện ở trên nè. Ừ, chúng ta nên chơi cái này khó chơi lắm vậy đó đi vô nhà cũ này hai con chuột mày khó vậy tắt đi nha. Ai hát coi ai hát cái trung tâm này thì tắt đi. Nó thấy khó chịu hơn bình thường. Tấn là chắc bữa sau cũng tắt rồi đó. Khó chịu quá. Ở nè, cái chỗ hang gì nè. Còn nữa không? Bữa sau ở đây cái bình nước. Về nhà mình đâu? Về nhà. Ừ. Tối hùi vậy. Đây, tới rồi. Đánh không được, đánh cho bị không được. Thôi được không chúng. Về đâu? Sao nhà mình tối hùi vậy? Bữa em đi em đập hết đúng rồi. Đúng. Gánh ha. Mốt đừng đập.
Hoài nhà cũng được đấy chứ hả? Gì vậy? Nó nghe đâu rồi? Nghe. Ồ, hình như nhớ bằng chỗ này. Ừ, đâu bằng chỗ này. Còn một khúc nữa mới tới. Mà ở đây có vàng. Cái gì? À, mình mới tạo cho mọi người cái cúp sắt. Đi đào sắt luôn đi. Đi, qua đây nè. Kiếm được 4 giá rồi đó. Toàn quá. Ừ. Quay cái sắt nè. Mày lên. Mắt sẽ tròn mày lâu mà không che ha. Nó hiện cái này lên ngoài ngứa mắt ha. Xá được không? Cái gì vậy? Đứa nào tắt đèn vậy? Bật đèn này tí ơi. Hả? Anh đang ở bên kia mà. Ủa chứ ai mới cắt tắt. Đừng có đập đuốc nha. Lên đầu ra, đầu tháng đây nè. Còn muốn không? Có cần có cần bật chế độ khó chơi không anh em? Cần. Chết mất đồ luôn nha. Ủa được, chết mất đồ gì vậy? Ủa móc kia chơi bình thường mà sao móc nữa, ăn này đập đuốc. Mình đặt đuốc kìa, nó đi đập. Vậy sao mày không xin luôn đi? Gảnh quá ha. À, có thang. Đập đuốc kìa mới thấy được thang. Rồi sao? Rồi, đừng đập đuốc nữa. Để sáng. Đuốc làm đúng. Ừ, có cái hố dưới đây đi xuống không? Đập đuốc rồi. Ờ, xuống không? Đi xuống. Ừ, xuống rồi, cái gì? Đâu xuống không? Xuống rồi. Ui, nguyên cái hố gì dưới đây nè. Xuống không? Đâu. Ờ. Vậy, ủa có ánh sáng kia kìa. Đất nè. Dạng 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 kìa, dạng kìa. Ánh sáng của đảng. Cái này mua con chuột đi. Còn mua tay cầm chi kia. Ờ, chơi này cũng giống máy tính kìa luôn. Mua con chuột đi. Mai đi mua con chuột. Tính con chuột kìa. Mà nó có nói được chứ. Ủa sao dưới đây có đuốc sẵn rồi nè. Của nhà mình nè. Ủa cái chỗ rồng rồng rồi nè. Ê, càng ngày càng xuống quen rồi nè. Xuống hẳn luôn đi. Ủa, đây phải nhầm rồi ta. Rồi, mấy giờ mình lộn lộn rồi. Ở đây là một đống lava. Hay là người chế lava đó. Có đâu. Còn tính đập đá. Đúng, em hỏi con cá ăn xuống nước cá luôn. Cái câu hoài câu cũng được. Trời, gì? Người con cá. Thôi, không mất đi. Đó, về nhà nha. Chưa đầy chán quá nha. Thôi được, chơi tiếp đi. Đang đi ở đây mà. Ê, có sắt kia kìa. Ở đây có lava thì đi tìm kim cương luôn đi. Thôi, để em qua về nhà cũ nữa. Đó đó kim cương không. Rồi, đi 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 đi. Em giấu kim cương đó mà. Hôm bữa trong người em, cái anh Tuấn chưa phát ra nha. Em cất hết kim cương vô. Không biết còn phải không ta. Cái gì vậy? Mày đâu đây á. Mày ngáo. Đó, đặt vậy cho nó nhanh. Nhanh ghê. Đó nha. Đi ra lượm sắt đi, rồi đi lên. Hàng này. Nghiệp hả con? Nghiệp. Hơi là cái này chết là mất đồ nha, chết mất đồ ra. Phát nghiệp luôn. Đi ai. Thôi, để ngay đang tìm kim cương, cái đi đi. Cái gì? Lại cái gương cái tự hỏi mình. Ngài biết. Có bị phòng được. Có. Em hay đi về nơi của em ha. Trong phòng á. Ai này sỏi. Quay. Kim cương, kim cương. Úi dùi úi. Dạ. Diamond, diamond. Diamond gâu. Mày mới vừa đi là có diamond xuất hiện. Ê lava. Giờ sao, giờ sao? Chết chưa. Vậy còn nhiều kim cương ở đây lắm. Có cái xô nước không ta? Ê chết rồi, có cái xô mà. Có cái xô không có nước. Đang quá trình nước. Ơ, như hồi nãy gặp dụng nước ở đây, đừng quay về. Hồi nãy nó có gặp. Phòng ở trong phòng mình á. Bị phòng đâu? Trong phòng mẹ. Bị phòng đâu? Vậy sao múc nước đây ta? Thôi, em đưa nhiều quá, em đưa. Vẫn cần nước. Đây, nước đây, nước đây. Sao múc? Nước nó tuốt trên kia lượng. Cái này bỏ kim cương. Thôi không được, phải tìm cách.
Này, biết gì xuống đây là lấy cái xô nước rồi. Ngáp sợ. Bể cúp luôn rồi. Nghiệp nhiều quá. Con gì kim cương nó không rớt xuống lava. Rồi xong rồi, được bao nhiêu viên kim cương đây? Có 8 viên à. Trời ơi. Ơ lava xâm nhập vào tử nghề nghiệp. Ê ê đi đi. À mình cứ ê đừng đừng. Ê tỷ làm sao có con creeper kìa. Vậy. Ơi ơi. Trời ơi. Mới nhát luôn. Để nhìn tôi. Rồi hai con creeper kia rồi sao. Nghiệp á. Bé rồi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Nghiệp. Ở về nhà mình. Nãy nó dí em quá trời. Mày sửa lại cho bố mày nhá. Đừng mà không sửa đi nhá. Sửa lại đi. Nó sửa lại đi. Ôi mình có xuống địa ngục chưa ta? Chưa. À chưa cái cổng sao xuống? Trời ơi, tại cái cục này. Cái đường trước này đúng không? Ừ. Đúng không chị Hương? Dạ. Cái đường trước này đúng không? Dạ. Đây. Nó muốn lấy một đống. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Gì vậy? Ai cặp vậy? Bình tĩnh. Đúng rồi, phải bình tĩnh vậy. Đúng rồi. Có cái gì? Tại sao? Không biết. À tớ mật đấy đỡ màu vậy thôi. Tớ đang đi tìm kim cương. Sửa đâu được. Né rồi. Hết rồi chứ ăn hết chứ kìa. Ơ giờ mới thấy để là thanh kinh nghiệm có nhiều màu vậy á. Hết đây mà nội. Mày phá nhà bao nhiêu lần rồi? Cái cửa ai xây không vô được nè. Bất hợp mày. Cái cửa xây không nhảy cho được luôn. Thôi thôi cô im mồm đi. Đây để thay cho con về nhà luôn. Đất gãy thần ở nguyên một khố. Thôi nó đi về nha. Nó tính về mà xem kìa. Ừ cái dạng ấy ấy, đừng cái chiếc tôi. từ từ, bà mẹ bởi giáp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có vàng, có vàng. Khoan chết, khoan chết. Đừng chết. Ê, con creeper bởi tụng là phải thôi. Sao creeper? Mà chút mà tao qua, tao về mà tao thấy nhà. Em nhổ bụng. Vàng nè. Tại có mấy cục. Vậy? Dạ. Ủa, đâu rồi? Mình đi đâu? Anh Tuấn có cái kiếm nằm như viên trên không? Mình đã. Để mà vàng vàng nhiều quá hả? Từ từ đào vàng xong hả? Chết lắm rồi, bấm hồi sinh luôn. Người sao? Bấm vô hồi sinh nó không hồi sinh. Bị lát rồi đó. Hồi lại còn bấm được chứ giờ hấp bấm. Chết nhiều quá mà nghiệp á. Bởi cứ creeper thì nó đâu nó cũng như thường. Em lắp lại hết nè. Còn viên đây mình nào không ta? Mới tìm được vàng. Rồi, lắp lại hết rồi. Anh nói em mặc ngầu quá mà, đem nó kính. Ừ, ngầu. Rồi, giờ nhà mình cũng như kiểu là nhà không tỉnh. Sửa lại đi, sửa lại đi. Em đang sửa. Rồi. Nhà mình kiểu là, có cửa sổ dưới đất đàng hoàng. Nhà mình bị phá quá. Em thấy con kìa. Thôi, về nhà không anh em? Về đi, ý là về nhà, di chuyển nhà chỗ khác. Mình xây nhà trên cao đi. Mỗi lần muốn lên nhà là phải bắt cầu thang leo lên. Sửa vậy cho lẹ ha. Ơi. Về nhà luôn đi. Nhà tay cầm luôn rồi.
bấm sao? Ừ, nó cứ vậy á. Cứ giờ sửa thôi. Nó muốn ở đâu không nhỉ? Ngán rồi. Bởi vì em nấu chết đây. Ủa, đợt tôi gì đó không tốn tiền hết hả? Sao không mang đi tốn? Vớt người ta tặng rồi. Về sao đây? Tặng không, không mang được. Là kỳ á. Ừ, nhục lắm á. Nó bị gì rồi? Có cây vô lại đi. À, thôi, chúng ta không phải có chuyện. Nó bị gì rồi?